trước á, cây chuối á, bò nghe bò xuân nó rồi mà này cũng còn có à, tại vì người ta họ phát làm nướng rồi. Đây này đậu mua này đây, đó trên thác nha mọi người, rồi mình phải đi từ từ thôi nhá, tại vì dốc quá này. Đấy, người hãy thông cảm nha, mình đi từ từ theo dõi theo nha. Đây mọi người trơn lắm nhá, mình đi cả dực luôn đấy. Đây đường đá xong này, mình xem. Đây cây chuối khá là đẹp nha mọi người, vườn chuối này, phong cảnh này khá là đẹp luôn. Đây. Đây trên đường đi nhá mọi người, xem thử tới dốc là có nước, có nước dốc không nhỉ? Tại vì một năm mình chưa vào đây được xem có nước dốc không. Ở đây bà con phát là làm cây điêu này, trong xung quanh đây mọi người. Giờ mình đi xem nước dốc nha, mấy năm này không có xem nước dốc đâu. Còn nước dốc đây mọi người, xem là nước dốc này, nước dốc chạy vẫn đều như bình thường nhá mọi người. Đây nước dốc khá là đẹp luôn. Còn là đá không nhưng mà cây chuối khá là đẹp luôn, còn cảnh ở đây nhưng mà hôm nay là thời tiết rất đang nóng à, mình vô đây là lúc đâu giờ nhưng mà đây này rồi nhìn dòng suối này suối khá là đẹp luôn. Giờ mình đi xem anh em đã đi trước rồi còn đi sau kia là khác nhưng mà ơi. Để xem trên đường đi đường chân thác đây, đây cho mấy người đi trước này, mấy người đang nướng cái gì đây, cái gì mà không có luôn, có thịt luôn. Đây có anh em đang hát hò trong thác đây này, nhằm gác nhằm đang hàng nhiêu riu như mày nào đó là tục phục à, tục phục à. Ôi mọi người ơi thác đẹp quá này, nhìn phong cảnh ở đây khá đẹp luôn, vượt mạo đa. Ôi mọi người đẹp quá, dùng lên đây, cái khay
Cả đêm nay giờ ngủ say hết rồi này. Tới thác Giải Phó ăn trứng gà gọi là hột dưa, à trái dưa lao ăn này nè, đây món đặc sản của Tây Nguyên, ăn rất là đam mê cho con. Đây dòng sang hôm nay tiếp tục ăn trứng nhiều người. Ăn đây cả nhà mời cả nhà ăn nhá. Ăn chung với gia đình nhỏ của mình nhá. Đó là dành cho nhiều người vui nha. Hôm nay là có hôm nay có nước lọc trắng nha. Giờ nó lên ạ. Đây nè. Oh yeah. Hay quá. Chẳng lẽ là chẳng hay là y tôn cũng rất nhờ việc vui hàng mắt để y tôn làm mấy cái nhà dùng với hia cơ phúi thì trắng này. Ngon không? Ngon không? Lắm. Ồ, ngon quá. Số 1 không? Đặt mai hả uống ấy. Số 1 không? Đây. Thank you.
กับตาจิ๋วตานับเลยสังเกตซัมซุงอาให้ให้อันนึงเหรออาจิ๋วอาเมื่อให้อาซัมซุงยูโรต้องอาเมื่อให้ก็อาเด้อาเด้ออาเมื่อให้นี่เลยน้ำมันบนก็ใช้ซัมซุงตาเมื่อปนเมื่อปนเมื่อต้องปักอาเมื่อให้กำไรครับตัวเอ็กซ์ยูคนไหนก็อาให้มาได้อากำไรก็จะทิ้งไว้แล้วแนวแห้งเหรอแนวแห้งเหรอนิ่นนาแห้งก็กระดาษจริงเชื่อหนึ่งแห้งเลยจ้ากระดาษI don't know.